Chào các em học sinh thân mến, hôm nay cô rất vui được gặp lại các em trong bài dạy phần sinh học lớp 10. Cô tên là Hoàng Nina, giáo viên dạy bộ môn sinh của trường Trung học Phổ thông Đặng Huy Trứ. Trước khi tìm hiểu bài mới, cô mời các em quan sát các hình ảnh sau đây. Quan sát các hình ảnh và hãy cho biết các hiện tượng xảy ra trong bức ảnh trên. Qua quan sát thì chúng ta dễ dàng nhận thấy được các loại thực phẩm và trái cây đã bị hư hỏng do các loài vi khuẩn và nấm mốc xâm nhập. Chúng đã làm biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm nên chúng ta không thể sử dụng được. Các em đã biết vi sinh vật sống khắp nơi trong tự nhiên, có những vi sinh vật có lợi nhưng cũng không ít những vi sinh vật có hại. Chúng có nhiều kiểu dinh dưỡng và chuyển hóa vật chất mà cơ thể đa bào không có được. Vậy, vi sinh vật gồm những loài nào? Chúng có những kiểu dinh dưỡng khác nhau như thế nào? Làm thế nào để người ta có thể nuôi cấy chúng để sản xuất các loài vaccine hay là thuốc kháng sinh? Để tìm hiểu điều đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu trong bài ngày hôm nay. Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật. Một cuộc bài giảng ngày hôm nay gồm có 3 phần. Phần 1 là mã là khái niệm vi sinh vật. Trong phần này có 2 mục nhỏ, khái niệm và đặc điểm chung. Phần 2 là mã là môi trường và các kiểu dinh dưỡng. Trong phần này cũng có 2 mục nhỏ, đó là các loài môi trường cơ bản và các kiểu dinh dưỡng. Phần thứ 3 là hô hấp và lên men. Trong tiết hôm nay, chúng ta chủ yếu nghiên cứu phần 1 và 2 là mã. Còn phần 3 là mã thì các em sẽ tự nghiên cứu và soạn bài vào vở. Chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần đầu tiên. Khái niệm vi sinh vật. Thuật ngữ vi sinh vật đã chứa nội hàm nghĩa của nó. Vi có nghĩa là nhỏ. Vi sinh vật là những sinh vật nhỏ bé. Hay nói cách khác, vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé chỉ nhìn rõ dưới kính hiển vi. Các em lưu ý ở những cái nội dung nào cô có ký hiệu bàn tay, có cầm ngôi bút thì các em sẽ ghi những cái nội dung kiến thức đó vào vở. Các em quan sát một số ví dụ về vi sinh vật, ví dụ như nấm sợi, động vật nguyên sinh, vi khuẩn E. coli, xà khuẩn. Vi sinh vật thì kích thước rất là nhỏ bé nên đơn vị đo của nó là thường là micromet, và cứ 1 micromet thì bằng 1 phần 1.000 mm. Nền tiếp theo, đây là nấm linh chi được mọc từ thân cây gỗ. Nhìn vào hình ảnh này thì nhiều em sẽ thắc mắc vì sao cô nói vi sinh vật có kích thước rất nhỏ bé, nhưng mà trong hình ảnh này thì chúng ta có thể quan sát được bằng mắt thường. Thực chất cái hình ảnh mà các em nhìn thấy được ở đây chính là quả thể. Nó chứa các bao tử nhỏ li ti. Và khi bao tử này rơi xuống nơi giao chất dinh dưỡng thì nó sẽ mọc lên thành một hệ nấm mới. Sau rất là nhiều ngày thì các nấm đó mới tạo ra được quả thể mới. Chúng ta cùng tìm hiểu sang mục thứ hai nhỏ, đó là đặc điểm chung của vi sinh vật. Đặc điểm chung thứ nhất, vi sinh vật có cơ thể đơn bào. Một số là tập đoàn đơn bào, cơ thể có cấu tạo nhân sơ hoặc nhân thực. Đặc điểm chung thứ hai, vi sinh vật gồm nhiều nhóm phân loài khác nhau. Cụ thể như sau, vi sinh vật gồm có giới khởi sinh,
ví dụ như vi khuẩn và vi khuẩn cổ. Rồi nó gồm dưới nấm, gồm có nấm men, nấm sợi, hoặc là chứa dưới nguyên sinh, ví dụ động vật nguyên sinh, các vi tạo, nấm nhầy. Ngoài ra, người ta còn xếp virus vào nhóm vi sinh vật. Mặc dù hiện nay virus không được xem là cơ thể sống vì chúng không có cấu tạo tế bào và chúng chỉ sống khi ký sinh vào tế bào vật chủ. Nói đến virus, thì hiện nay cả thế giới đang phải gánh chịu một hậu quả nặng nề từ sự lây lan của dịch bệnh COVID do virus corona gây ra. Nó gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và khả năng lây lan từ người qua người là rất nhanh. Tính từ tháng 12 năm 2019 cho đến nay, thì trên thế giới đã có 1.271.679 người nhiễm bệnh và đã có 69.402 người tử vong. Riêng ở Việt Nam thì đã có 241 người mắc bệnh và chưa có ca nào tử vong. Đặc điểm chung thứ ba đó là hấp thu và chuyển hóa chất dinh dưỡng nhanh, sinh trưởng và sinh sản rất nhanh, phân bổ rộng và thích ứng cao với môi trường. Và để giải thích cho cái đặc điểm chung thứ ba này, khả năng sinh trưởng và sinh sản rất nhanh và thích ứng cao với môi trường, thì các em quan sát ví dụ sau. Một thực khuẩn ở đại tràng ở vi khuẩn E. coli sau 20 phút lại phân chia một lần. Như vậy, sau 24 giờ phân chia được 72 lần, nó đã tạo ra 4.722.366 nhân 10 mũ 7 cá thể mới. Nhưng đối với sinh vật đa bào bậc cao, ví dụ như ở gà, từ khi nó mới nở ra từ trứng thì phải 6 đến 7 tháng sau nó mới có khả năng đẻ trứng. Và quả trứng này, nếu trứng phôi của nó được thụ tinh thì sau 19 đến 22 ngày thì nó mới nở ra được cá thể con. Như vậy là thời gian nó rất là dài. Trong đặc điểm chung của vi sinh vật thì chúng ta đã xác định vi sinh vật phân bổ rộng. Vậy thì chúng sống ở đâu trong môi trường? Để tìm hiểu đặc điểm này thì chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần 2 la mã. Phần 2 la mã, môi trường và các kiểu dinh dưỡng, các loài môi trường cơ bản. Theo các em, trong tự nhiên có thể gặp vi sinh vật ở những môi trường nào? Trong môi trường tự nhiên thì vi sinh vật có mặt ở khắp mọi nơi. Trong các môi trường có điều kiện sinh thái rất đa dạng. Ví dụ, ở trong môi trường nước, môi trường đất, môi trường không khí, môi trường sinh vật. Còn nếu ở trong phòng thí nghiệm, chúng ta căn cứ vào chất dinh dưỡng thì môi trường nuôi cấy vi sinh vật được chia thành 3 loại cơ bản. Thứ nhất, môi trường dung chất tự nhiên gồm các chất tự nhiên, có lẽ ví dụ như cáo thịt bò, cáo nấm men, vân vân. Tuy nhiên trong thực tế thì người ta thường dùng những cái loại môi trường dễ kiếm như là dịch dễ của khoai tây, giá đỗ, cà chua, bầu tương, vân vân. Thậm chí người ta còn sử dụng các phế phụ phẩm của công nông nghiệp như rỉ đường, cám gạo, rơm rạ, lõi ngô,
bả mía để nuôi trồng một số loài nấm như nấm mộc nhĩ, nấm sò, nấm rơm, nấm hương. Nó vừa giảm ô nhiễm môi trường và vừa thu được thực phẩm quý. Môi trường nuôi cấy thứ hai là môi trường tổng hợp, nó gồm các chất đặc biệt thành phần hóa học và số lượng. Môi trường nuôi cấy thứ ba đó là môi trường bán tổng hợp. Bán ở đây có nghĩa là một nửa, nó gồm các chất tự nhiên và các chất hóa học. Bây giờ cô có các ví dụ ba loại môi trường sau. Ở hình A là dịch diệt của cà chua, hình B là dung dịch đường và glucose 15 gram trên lít, ở hình C gồm 10 gram bột gạo khuấy với dung dịch đường và glucose 15 gram trên lít, còn kali hydro phosphate 1 gram trên lít. Bây giờ theo các em, chúng thuộc loại môi trường nuôi cấy nào? Quan sát ba hình ảnh này thì chúng ta dễ dàng nhận thấy được hình A là thuộc môi trường dùng chất tự nhiên, B là thuộc môi trường tổng hợp và C là thuộc môi trường bán tổng hợp. Môi trường nuôi cấy vi sinh vật có thể ở dạng đặc hoặc có thể ở dạng lỏng. Để tạo môi trường nuôi cấy ở dạng đặc thì người ta sẽ thêm vào môi trường lỏng 1,5 đến 2% thạch agar, hay còn gọi là môi trường thạch. Vi sinh vật có khả năng hấp thụ và chuyển hóa vật chất rất nhanh. Vậy khi chúng đã có những cái kiểu dinh dưỡng nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần hai nhỏ, các kiểu dinh dưỡng. Theo các em thì dựa vào những tiêu chí nào để phân biệt được các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật? Dựa vào nội dung ở trong sách giáo khoa thì các em dễ dàng nhận thấy được người ta dựa vào hai tiêu chí, đó là nguồn năng lượng và nguồn carbon để phân loại các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật. Trong nguồn carbon thì có hai nguồn, đó chính là CO2 và chất hữu cơ. Và từ nguồn carbon này thì vi sinh vật có các kiểu dinh dưỡng, đó là vi sinh vật tự dưỡng và vi sinh vật dị dưỡng. Còn nếu dựa vào nguồn năng lượng thì có hai nguồn chủ yếu, đó là ánh sáng và năng lượng hóa học. Dựa vào nguồn năng lượng sử dụng của vi sinh vật thì vi sinh vật có các kiểu dinh dưỡng, đó là vi sinh vật quang dưỡng và vi sinh vật hóa dưỡng. Bây giờ kết hợp cả hai tiêu chí này thì vi sinh vật có bốn kiểu dinh dưỡng chủ yếu. Kiểu thứ nhất là quang tự dưỡng, kiểu thứ hai là hóa tự dưỡng, kiểu thứ ba là quang dị dưỡng và kiểu thứ tư đó chính là hóa dị dưỡng. Bây giờ chúng ta sẽ phân biệt các kiểu dinh dưỡng này. Để phân biệt bốn kiểu dinh dưỡng thì chúng ta cũng dựa vào hai tiêu chí phân loại của nó, đó là nguồn năng lượng và nguồn carbon chủ yếu. Kiểu dinh dưỡng thứ nhất, quang tự dưỡng. Quang ở đây là nguồn năng lượng mà sử dụng là ánh sáng, tự dưỡng là sử dụng nguồn carbon chủ yếu là CO2. Đối với những cái loài mà có khả năng thực hiện quá trình quang hợp, nó sẽ
sử dụng CO2 và một nguyên liệu nữa là nước để tổng hợp các chất hữu cơ cho cơ thể. Hình thức thứ hai, kiểu nhiên liệu thứ hai đó là hóa từ dưỡng. Hóa ở đây nguồn năng lượng đó là các chất vô cơ hoặc là các chất hữu cơ. Còn từ dưỡng thì cũng giống như là hình thức cô giải thích bên trên, đó là quang từ dưỡng. Quang di dưỡng, kiểu dinh dưỡng thứ ba này tương tự quang, ở đây nguồn năng lượng đó là ánh sáng và di dưỡng đó là các chất hữu cơ. Những cái loài di dưỡng này nó không có khả năng tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ. Kiểu dinh dưỡng cuối cùng, hóa di dưỡng. Hóa ở đây tương tự nguồn năng lượng là các chất hữu cơ và di dưỡng đó là nguồn carbon là các chất hữu cơ. Bây giờ cô mời các em quan sát các hình ảnh về các loài vi sinh vật thuộc các kiểu dinh dưỡng trên. Ví dụ thứ nhất là các loài vi sinh vật có kiểu dinh dưỡng là quang từ dưỡng. Ví dụ như vi khuẩn lam, tảo lục, vi khuẩn lưu huỳnh màu lục, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía. Những cái loài vi sinh vật này nó có khả năng quang hợp. Ví dụ thứ hai, các loài vi sinh vật có kiểu dinh dưỡng là hóa từ dưỡng, như là vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn oxy hóa hiđro, vi khuẩn oxy hóa sắt, vi khuẩn oxy hóa lưu huỳnh. Các em ghi một vài ví dụ các loài vi sinh vật vào trong vở. Ví dụ thứ ba, các loài vi sinh vật có kiểu dinh dưỡng quang di dưỡng. Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục, vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu tía. Và ví dụ cuối cùng đó là các vi sinh vật có kiểu dinh dưỡng hóa di dưỡng, như nấm sợi, động vật nguyên sinh, vi khuẩn E. coli và xà khuẩn. Để khắc sâu kiến thức về các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật, cô mời các em làm câu hỏi lần sau đây. Căn cứ vào nguồn năng lượng, nguồn carbon, vi sinh vật quang từ dưỡng khác vi sinh vật hóa di dưỡng ở chỗ nào? Các em sẽ nghiên cứu nội dung ở trong sách giáo khoa và những cái kiến thức vừa học để phân biệt hai loài vi sinh vật này. Cô nhắc lại, đó là vi sinh vật quang từ dưỡng và vi sinh vật hóa di dưỡng. Chúng ta dựa vào tiêu chí đó là nguồn năng lượng và nguồn carbon. Hóa lại vi sinh vật quang từ dưỡng và hóa di dưỡng, chúng ta phân biệt như sau. Đối với vi sinh vật quang từ dưỡng, ở đây quang thì nguồn năng lượng của nó sẽ là ánh sáng, và từ dưỡng ở đây có nguồn carbon là CO2. Và tính chất của quá trình như cô nói ở các ví dụ thì những cái loài vi sinh vật này có khả năng từ tổng hợp những cái chất hữu cơ từ những cái chất vô cơ qua quá trình quang hợp, và người ta gọi đó là quá trình đồng hóa hay nói đó là quá trình tổng hợp. Còn đối với vi sinh vật hóa di dưỡng, hóa ở đây nguồn năng lượng đó chính là các chất hóa học hay đó là các chất hữu cơ, và di dưỡng có nguồn carbon là các chất hữu cơ. Và ngược lại,
Đối với vi sinh vật quang tử dưỡng thì vi sinh vật hóa dị dưỡng, nó tính chất của quá trình đó là dị hóa, hay nói cách khác là nó phân giải những cái chất hữu cơ thành những chất vô cơ. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hai mục quan trọng của bài hôm nay, đó là khái niệm vi sinh vật, môi trường và các kiểu dinh dưỡng. Còn phần ba la mã các em nhớ phần hô hấp và lên men chúng ta tự nghiên cứu và ghi bài vào vở. Qua bài này thì các em phải nắm được những cái đặc điểm chung của vi sinh vật, và vi sinh vật được nuôi cấy ở những cái loài môi trường cụ thể nào, phân biệt được các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật. Và để các em nhớ lâu hơn, khắc sâu được kiến thức thì chúng ta cùng làm những câu hỏi trắc nghiệm sau ở trong phần củng cố. Chúng ta cùng nhau làm câu hỏi trắc nghiệm thứ nhất. Câu 1: đặc điểm nào không đúng với vi sinh vật? Câu này có 4 đáp án. Đáp án thứ nhất: hấp thụ và chuyển hóa chất dinh dưỡng nhanh. Đáp án thứ hai: chỉ thích nghi với một điều kiện sinh thái nhất định. Đáp án thứ ba: sinh trưởng và sinh sản rất nhanh. Và đáp án cuối cùng: phân bổ rộng. Dựa vào kiến thức đã được học trong phần hai nhỏ mục một la mã thì các em hãy lựa chọn câu trả lời đúng trong bộ phương án A, B, C, D trong câu này. Thì chúng ta dễ dàng biết được cái đặc điểm không phải hay là không đúng của vi sinh vật, đó chính là chỉ thích nghi với điều kiện sinh thái nhất định. Cái câu này muốn sửa lại cho đúng là nó thích nghi với các điều kiện sinh thái rất đa dạng. Câu trắc nghiệm thứ hai. Câu hỏi như sau: để phân chia các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật, ta căn cứ vào. Đáp án A: nguồn carbon và cấu tạo cơ thể. Đáp án B: nguồn năng lượng và môi trường nuôi cấy. Đáp án C: nguồn carbon và cách sinh sản. Đáp án D: nguồn năng lượng và nguồn carbon. Các em nhớ lại trong phần một nhỏ các tiêu chí để chúng ta phân biệt, thì ở đây các em dễ dàng nhìn thấy có hai tiêu chí để chúng ta phân biệt các kiểu dinh dưỡng, đó là nguồn năng lượng và nguồn carbon. Đáp án đúng ở đây chính là đáp án D. Câu hỏi thứ ba. Nội dung câu hỏi như sau: vi sinh vật nào sau đây có kiểu dinh dưỡng khác với các kiểu dinh dưỡng ở các vi sinh vật còn lại? Đáp án A: vi khuẩn lam. Đáp án B: tạo đơn bào. Đáp án C: nấm men. Đáp án D: tạo lục. Bây giờ nếu mà xét về kiểu dinh dưỡng thì các em đã tìm hiểu là có 4 kiểu, đó chính là quang tự dưỡng, hóa tự dưỡng, quang dị dưỡng và hóa dị dưỡng. Vậy thì ở đây vi khuẩn lam, tạo đơn bào, tạo lục, những cái loài này đều có khả năng quang hợp nên nó nằm trong nhóm quang tự dưỡng, và chỉ có nấm men là nó khác với các nhóm còn lại. Đáp án đúng ở đây chỉ là đáp án C. Cô chúc mừng em nào đã trả lời đúng câu hỏi.
Tiếp theo, câu hỏi số 4. Căn cứ vào đâu để chia môi trường với kẻ vi sinh vật trong phòng thí nghiệm thành 3 loại? Đáp án A, thành phần chất dinh dưỡng. Đáp án B, chủng loại vi sinh vật. Đáp án C, mật độ vi sinh vật. Đáp án D, tính chất vật lý của môi trường. Tương tự thì câu hỏi này chúng ta cũng dựa vào kiến thức đã được học và chúng ta dễ dàng chọn đáp án đúng trong phần này, đó chính là đáp án A, thành phần chất dinh dưỡng và chia thành 3 loại, đó chính là môi trường dùng chất tự nhiên, thứ hai là môi trường tổng hợp và thứ ba là môi trường bán tổng hợp. Chúng ta bước sang câu hỏi số 5. Nội dung câu hỏi như sau. Vi sinh vật quang dị dưỡng sử dụng nguồn năng lượng và nguồn carbon nào? Đáp án A, chất vô cơ, vậy CO2. Đáp án B, ánh sáng, vậy chất hữu cơ. Đáp án C, ánh sáng, vậy CO2. Đáp án D, chất hữu cơ, vậy chất hữu cơ. Các em quan sát lại cái vi sinh vật quang dị dưỡng. Quang ở đây chính là ánh sáng. Như vậy chúng ta sẽ loại hai đáp án A và D, chỉ còn hai đáp án đó là nguồn năng lượng ánh sáng và ánh sáng. Tiếp tục chúng ta nhìn vào đề thì đây là dị dưỡng, vậy thì nguồn carbon của nó phải là chất hữu cơ. Về đáp án đúng ở đây sẽ là câu B. Chúng ta tìm hiểu sang câu số 6. Khi có ánh sáng và dầu khí CO2, một loài sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị gam trên lít như sau. Amoni phốt phát 1,5, kali hydro phốt phát 1,5, magie sunfat 0,2, canxi clorua 0,1, natri clorua 5. Câu hỏi thứ nhất, môi trường trên là loài môi trường gì? Để trả lời câu hỏi này thì các em phải đọc lại nội dung đề ở bên trên. Để xác định loài môi trường thì ta sẽ dựa vào cái chất dinh dưỡng có trong môi trường đó. Thì ở đây chất dinh dưỡng gồm có các hợp chất hóa học, đã biết được số lượng cũng như là thành phần hóa học, nên môi trường này là môi trường tổng hợp. Câu hỏi thứ hai, vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì? Bây giờ muốn xác định kiểu dinh dưỡng thì chúng ta dựa vào hai tiêu chí, đó là nguồn năng lượng và nguồn carbon. Các em đọc lại đề, nguồn năng lượng ở đây là ánh sáng, cho nên đây là quang, ánh sáng là quang. Có khí, dầu khí CO2, có nghĩa là nguồn carbon là CO2. Và kết hợp hai tiêu chí này chứng tỏ vi sinh vật này nó có kiểu dinh dưỡng là quang tự dưỡng. Câu thứ ba, nguồn carbon, vậy nguồn năng lượng và nguồn nitơ của vi sinh vật này là gì? Ở đây các em cũng dựa vào thành phần các chất có ở trong môi trường. Đó là nguồn carbon, đó là CO2. Nguồn năng lượng là ánh sáng và nitơ đó chính là amoni sulfat.
Bây giờ cô có câu hỏi khó hơn. Em nào có thể cho biết ai là người phát hiện ra vi sinh vật? Là người đầu tiên phát hiện ra vi sinh vật. Quan sát vào bức ảnh này, em nào có thể phát hiện ra đây là ai không? Đó chính là Anthony Van Leeuwenhoek. Ông là người phát hiện ra thế giới vi sinh vật và cũng là người đầu tiên miêu tả hình thái nhiều loài vi sinh vật. Ông là người Hà Lan. Anthony Van Leeuwenhoek sinh năm 1632 và mất năm 1723. Ông đã tự chế tạo ra kính hiển vi có độ phóng đại được đến 270 lần. Leeuwenhoek đã lần lượt quan sát mọi thứ có xung quanh mình. Năm 1674, ông nhìn thấy các vi khuẩn và các động vật nguyên sinh và ông gọi đó là các động vật vô cùng nhỏ bé. Tuy nhiên, người được coi là ông tổ của vi sinh vật học đó là nhà khoa học người Pháp Louis Pasteur. Ông sinh năm 1822 và mất năm 1895. Nhờ sự nghiên cứu và phát hiện của các nhà khoa học đi trước cùng với những cái phát minh của các nhà khoa học sau này mà chúng ta đã biết được đặc điểm của nhiều loài vi sinh vật, biết được kiểu dinh dưỡng, sự chuyển hóa vật chất của nó ra sao, để từ đó chúng ta biết cách bảo vệ bản thân khỏi bị vi sinh vật xâm nhập và biết cách bảo quản các lương thực thực phẩm không bị hư hại. Ngoài ra, những sự hiểu biết đó còn giúp cho các nhà khoa học sản xuất được các loại phân bón vi sinh sử dụng trong nông nghiệp, rồi sản xuất các loại men tiêu hóa cho vật nuôi và con người, và đặc biệt đó là sản xuất các loại vaccine và thuốc kháng sinh cho vật nuôi và con người. Và ngoài ra, người ta còn sử dụng vi sinh vật trong việc bảo vệ môi trường sống. Bài học hôm nay đến đây là hết. Cô cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Các em học bài trả lời câu hỏi 1, 2, 3 sách giáo khoa trang số 91. Đối với 3, 23, 24, 25 và 26, các em tự nghiên cứu và soạn bài vào vở học. Tiết hôm sau, các em sẽ học bài 27. Đó là cả yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật, nên các em sẽ đọc trước nội dung của bài này. Nhiệm vụ cuối cùng là các em đọc một em có biết ở phía sau bài học. Các em cố gắng học bài và làm bài tập đầy đủ. Tạm biệt các em. Chúc các em học tốt.